Nhà bạn Vũ Thảo. Để mình sẽ chia sẻ từ cái file PDF sang sang AutoCAD này. Này, các bạn nhìn thấy màn hình của AutoCAD chưa? Đây là nhà của bạn Vũ Thảo. Nhà bạn Vũ Thảo này là tuổi các gia chủ là như nào đây? Sinh năm 1986, tuổi Bính Dần. Tuổi Dần. Nhà này thì dường như là bạn Vũ Thảo bạn ấy đang tính là nhà hướng Mão đây, hướng Mão tức là nhà hướng chính đông đấy. Nhà hướng chính đông thì hiện nay bạn đang để cửa ở tại tại Ất, giữa Ất và Mão. Giữa Ất và Mão thì bố trí bếp thì đang ở phương vị Khôn. Bếp thì đang ở phương vị Khôn. Nhà vệ sinh thì đang ở ở Thân mà một phần sang Canh. Đấy. Thân và Canh. Bàn thờ đang ở Tý. Ngọ. Như vậy là đằng sau nhà bạn này như vậy là bạn này bạn đang tính là nhà này là nhà hướng hướng Nam, cửa chính là hướng Nam. Bạn Vũ Thảo là nhà hướng chính là hướng Nam. Đây. Nhà hướng Ngọ và tuổi là gia chủ là tuổi 86 thì khá là hợp tuổi đây. Khá là hợp tuổi thì hiện nay là bạn đã bố trí được cái cửa sổ ở Tây Bắc là ok rồi này. Nhưng có một cái này này. Cái cầu thang của nhà bạn này. Bạn Thảo nhé. Cái cầu thang là đang ở phương vị Tây Bắc. Thì thực ra mà nói là các bạn phải hình dung như này. Với tất cả những cái ngôi nhà thì thường thường cái phương vị để đặt cầu thang tốt nhất nó chính là phương vị linh thần, tức là phương vị suy. Tức là phương vị suy. Cho nên là hiện nay cái cầu thang của bạn lại đang ở ở ở Tây Bắc này là chưa phù hợp, chưa phù là hợp lắm đâu nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là đối với ngôi nhà hướng Nam này, hướng Ngọ này thì điểm tử cũng nằm tại Tốn. Điểm tử tại nằm tại tại Tốn. Đấy. Thì hiện nay là bạn chưa tận dụng được cái phương vị Tốn này. Đấy. Chưa tận dụng được. Thành thử là chưa tận dụng được, thành thử là chính cái phương vị điểm tử này mình chưa kích hoạt được. Chưa kích hoạt được. Thì cái phương vị bếp này mình chưa rõ là cái cụ thể cái cuộc đất này như nào, nhưng mà hiện tại bạn đang để bếp ở ở Khôn, giữa Khôn và Mùi. Thì mình có một cái lời khuyên ấy, là bạn nên chuyển chuyển bếp về hẳn phương vị Khôn đi. Bởi vì sao? Bởi vì dù gì đi chăng nữa thì khi mà các bạn đặt bếp ấy, khi các bạn đặt bếp ấy thì ưu tiên nên đặt ở thiên can. Bạn Thảo nhé. Ưu tiên là đặt ở ở thiên can. Cho nên là bạn chuyển cái bếp về về Khôn đi. Đấy.
Vì thực tế sự mà nói ấy, mình chưa biết là cái bố cục nhà bạn thế nào, nên là mình chỉ góp ý được như vậy. Còn nếu mà cái bếp này á, cái bếp này mà về yếu tố kiến trúc và công năng ấy, về yếu tố kiến trúc công năng mà ở phía bên Đông Nam, Đông và Đông Nam này, Đông và Đông Nam ấy, mà các bạn bạn vẫn có thể đặt được ấy, thì cái bếp nó nằm ở Đông và Đông Nam nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tốt hơn rất là nhiều. Cho nên là mình hiểu cái ý của bạn này là bạn muốn kích cho người phụ nữ là ở Khôn, là cái bếp nằm ở Khôn. Nhưng mà thực ra mà nói ấy, thực ra mà nói thì khi mà các bạn kích được cái bếp ở ở Đông Nam ấy, thì không những là được cho người con gái trưởng của mình, mà được chính cho người vợ. Các bạn hình dung vì sao không? Các bạn biết không? Bởi vì bản chất Đông Nam và Tây Nam nó chính là tiên hậu thiên tương thông. Cho nên là khi mà các bạn kích được Đông Nam ấy, là kích được cả hai, cả con gái, cả con gái và con gái và người vợ. Cho nên là nếu bạn đưa được cái bếp này sang Đông Nam thì sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Thì ngược lại, khi mà các bạn đưa được bếp sang Đông Nam ấy, thì chính cái phương vị còn lại của bạn Tây Nam này thì bạn để cầu thang thì nó lại phù hợp hơn rất là nhiều. Bạn hiểu không? Đấy, thì để cầu thang lại hợp hơn rất là nhiều. Thì khi mà bạn để cái bếp sang Đông Nam ấy, bếp sang Đông Nam được ấy, thì nó lại liên quan đến cái chuyện là nó có một cái khoảng không giữa Đông Nam và Đông nó lớn, để có bạn bạn có thể là thoải mái để bố trí được cái không gian bếp này, nó rất là phù hợp. Đây là góp ý của mình nhé. Đấy, thì ý mình muốn nói ở đây là cụ thể trong cái ngôi nhà hướng Nam hướng Ngọ này, thì bạn để được cái bếp sang hướng Đông Nam này sẽ tốt hơn rất là nhiều, và bạn di rời được cái cầu thang này khỏi Tây Bắc. Đấy, thì đấy là hai cái vấn đề mà mình góp ý cho cụ thể thiết kế của ngôi nhà này bạn nhé. Nếu là ngôi nhà này xây mới thì nên làm như vậy. Đấy, còn nếu mà ngôi nhà này đã xây rồi thì bắt buộc là cầu thang phải để ở Tây Bắc rồi, thì vẫn nên làm một cái giếng trời, một cái cửa sổ mở chỗ Tây Bắc này nha. Thì bản thảo này là xây mới thì nên điều chuyển cái đấy nha. Cảm ơn bạn. Tiếp tục này. Nhà 83 độ Đông thì điểm tử ở đâu? Chủ nhà tuổi Mão 1963. Anh danh Trung Bùi nhé, là nhà 83 độ. Đấy, thì 83 độ thì nó có một cái như này này. Cái số đo độ 83 này nó tương đối là nhạy cảm. Các bạn hình dung không? Bởi vì cái nhà 83 độ ấy, 83 độ là nằm sát với cái ranh giới của tiểu không vong đấy. Cho nên là bản thân là khi mà anh nói là cái 83 độ, 83 độ này là không biết là anh dùng La Kinh đo hay là dùng đo bằng vệ tinh hay là dùng bằng điện thoại. Đấy, thì nó hoàn toàn khác nhau đấy. Nó hoàn toàn khác nhau ấy. Đấy, cho nên là bởi vì là với cái 82,5 độ đã là tiểu không vong rồi. Đấy, còn nếu mà chính xác anh ở 83 độ thì là hướng Mão. Là hướng Mão, tức là nó trùng với cái tuổi của anh, nhưng mà nó sẽ rơi vào tiểu không vong. Thì cái này là anh phải nghiệm như này nhé anh Trung nhé. Bởi vì đối với những cái ngôi nhà mà rơi vào tiểu không vong ấy, thì thường thường là công việc sẽ lộn xộn, công việc rồi mọi chuyện trong gia đình nó sẽ lộn xộn. Và nếu mà anh lại là tuổi Mão nữa, thì tức là sao? Tức là cái tọa nhà nó đang xung với cái tuổi của anh, mà cái tọa là phía sau,
Tọa phía sau thì nó liên quan đến sức khỏe, đến hậu vận. Phía sau thì nó sẽ liên quan đến hậu vận và sức khỏe. Đấy, cho nên là với cụ thể cái ngôi nhà này là phải đo kỹ. Vừa phải đo kỹ để xác định nhé. Đo kỹ nhé. Thì nếu mà cụ thể là nếu mà nhà anh là hướng mạo thì điểm tử nó sẽ nằm ở tí nhé. Nên là anh lưu ý cái vấn đề này. Đấy. Thì để kích hoạt cái ngôi nhà kích hoạt điểm tử này thì anh có thể dùng một cái thạch thủy bình nhưng nên rọi đèn từ trên xuống, rọi đèn từ trên xuống nhá. Nhưng mà cụ thể là đối với anh Bùi Danh Trung này thì cần phải đo kỹ lại đấy. Anh có thể gửi tọa độ cho ekip trợ lý để đo giúp anh, chứ nhiều khi là anh đo chưa 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 chính xác đâu. Nhà hướng đông nam 116 độ thì điểm tử ở đâu? Đối với cái ngôi nhà mà 116 độ bạn ạ, 116 độ tức là ngôi nhà này là ngôi nhà hướng thìn. Hướng thìn nhé. Thì điểm tử cũng nằm ở tí luôn. Đấy, điểm tử nằm ở tí. Nhưng mà có một cái điều như này này. Trong cái thời vận này thì riêng ở đông và đông nam nó có hai hướng là hướng ất và hướng thìn. Thì hướng ất thì điểm tử cũng nằm ở trước mặt, trước cửa nhà. Hướng thìn thì điểm tử nó không nằm ở trước cửa nhà, nhưng mà thực sự mà nói là mình đi làm tương đối nhiều nhà rồi. Đối với những ngôi nhà mà hướng thìn thì hướng ất ấy, thực sự nếu không có thủy phía trước thì cực kỳ khó khăn trong trong khoảng 10 năm đổ lại đây. 10 năm đổ lại đây. Đấy. Thì rất là khó khăn. Và vừa rồi mà mình có một cái anh này anh ở trên thành phố Bắc Giang. Anh gọi điện nói chuyện với mình khoảng hơn 30 phút. Kể về cái câu chuyện là nhà ông ấy là hướng thìn ấy, mà không có thủy. Và ông ấy đến mức độ là bao nhiêu đất đai ông phải bán hết. Ông ở một cái trạng thái là sát nghiệp ấy, và bắt đầu làm lại từ đầu. Đấy. Thì khi mà anh ấy tư vấn phong thủy xong ấy, cái này là khoảng 1 đến 2 ngày nữa thì mình sẽ đưa cái video của nhà anh này lên cái cuộc trò chuyện giữa mình và anh ấy. Một cuộc trò chuyện rất là chân thật với cái nhà anh hướng hướng thìn này. Hướng ất thìn này. Đấy thì với ất thìn trong cái thời vận này và kể cả là 10 năm đổ lại đây, nếu không có thủy phía trước thực sự là rất khó khăn. Rất khó khăn. Cho nên là các bạn chỉ cần đặt nước ở cái nhà hướng ất thìn thì thôi, là trong một thời gian là đã có sự thay đổi rất là nhiều rồi. Đấy. Mình không có bản vẽ cho nên là không biết được là cụ thể xử lý như nào. Để mình sẽ đọc tin nhắn ở trên này để xem có bạn nào gửi được bản vẽ không, thì sẽ kết hợp cái câu hỏi cùng với bản vẽ thì để mọi người dễ hình dung hơn nhé. Chứ còn nhiều khi chỉ trả lời trên này thì chỉ trả lời được ý tương đối thôi. Đây, Mai Thị Nguyên của bạn này. Mai Thị Nguyên, nhà em ngay ngã ba đường, dốc thoải ra sau. Đấy, dốc thoải ra sau. Đây, để mình giải quyết cái nhà của bạn Mai Thị Nguyên này nữa. Bạn Mai Thị Nguyên. Copy của nhà bạn Mai Thị Nguyên này. Các bạn nhìn rõ không? Rồi. Nhà Mai Thị Nguyên 140 độ. 140 bộ độ hướng đông nam. Như vậy là ăn trọn khí đông nam rồi. Phòng ngủ, kho,
vệ dường như là vệ sinh thì rơi vào Bắc, nhưng khu bếp thì rơi vào Tây Nam này, thì là ok này. Tây Nam thì ok này. Đấy. Nhưng mà dường như là đằng sau này khá là bế khí này. Quắc mở cửa phía sau này. Đấy. Nhà bạn Mai Thị Nguyên thì có một cái điều như này. Qua cái bản vẽ này thì chỉ hình dung được là nhà bạn là hướng Đông Nam và ăn trọn khí Đông Nam. Nhưng có cái phòng ngủ ở Trung Cung này. Các bạn thấy không? Cái phòng ngủ ở Trung Cung này nó làm cho cái sự luân chuyển khí nó rất là bị cản lại. Nó không có thông thoáng được. Đấy, không thông thoáng được. Thì đối với những cái ngôi nhà như này thì chắc chắn là công việc đầu vào sẽ bị ảnh hưởng tương đối. Đấy. Thì cụ thể đối với ngôi nhà này thì điều quan trọng nhất là đặt thủy được ở phía trước. Đặt thủy được ở phía trước thì chính là nằm ở đặt thủy thủy được ở chỗ Thìn và Tốn này. Các bạn nhé. Thì sẽ đặt thủy ở chỗ Thìn và Tốn. Đấy, Thìn và Tốn này. Thì sẽ là tốt nhất. Và sau đấy cái phòng ngủ này này. Cái phòng ngủ này nên chuyển cái phòng ngủ này ra phía sau. Sang phía Tây Bắc là thích hợp nhất. Chứ còn để cái phòng ngủ ở như này nó làm bế Trung Cung. Hay trong phong thủy có dùng cái từ gọi là nhốt Trung Cung. Nhốt Trung Cung là rất không tốt. Đấy, khi mà Trung Cung bế thì các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng như này này. Trung Cung mà bế thì mọi việc nó cứ luẩn quẩn loanh quanh. Chứ không dứt điểm được. Đấy. Cứ đến giai đoạn cuối là nó trục trặc. Các bạn nhé. Đấy, cho nên là khi mà bế Trung Cung thì nó sẽ có hiện tượng như thế. Đấy. Có hiện tượng như vậy. Cho nên là cụ thể trường hợp này là bạn nên rời cái phòng ngủ ra phía sau. Rời phòng ngủ ra phía sau. Chính là phương vị Tây Bắc ấy. Và vẫn mặc dù rời phòng ngủ ra phía sau nhưng mở được cái cửa sổ Tây Bắc ra. Đấy, thì phía trước là thủy và bỏ được cái Trung Cung này. Còn hiện nay là bạn đang để cái bếp ở Tây Nam. Bếp ở Tây Nam thì thực ra mà nói ấy, thì bếp ở Tây Nam ấy thì nó không sai, không sai. Nhưng mà cụ thể trong ngôi nhà này thì bếp ở Tây Nam thì nó chỉ đúng ở mức độ là nhỉnh hơn trung bình một chút thôi. Ví dụ bếp ở Tây Nam ấy thì được 6 điểm. Nhưng mà nếu bạn chuyển bếp mà bây giờ bạn di chuyển được cái phòng ngủ ra phía sau ấy, thì cái khu vực bếp bạn có thể làm ở phía trước. Bếp với phòng khách nó liền ở một khu thì nó tạo ra cái không gian giữa bếp và phòng khách nó rộng ra. Và bạn đặt được cái bếp ở giữa giữa Đông Nam và Đông ấy, tức là ở phương vị Ất ấy. Ất ấy, thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bạn nhé. Đặt ở phương vị Ất sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, thì cụ thể trong nhà này thì mình có một số góp ý như vậy. Một là chuyển được phòng ngủ ra phía sau. Hai là đặt thủy ở phía trước nhưng mà đặt ở giữa 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 phương vị là Tốn và Thìn. Đấy. Và ba là nếu mà đưa được cái bếp ra phía trước nữa thì là tuyệt vời. Nha. Cảm ơn bạn. Thầy cho em hỏi nhà 201 độ Nam thì có rơi vào đại không vong không hay là tiểu không vong? Thì với cái số độ độ 201 thì đại không vong, các bạn hình dung này, đại không vong thì sẽ nằm ở số độ độ là 202,5, đúng không ạ? Đấy, thì nó nằm trong cái vòng ảnh hưởng của đại không vong ấy. Là từ cái số đo độ đại không vong cộng trừ 1,5 thì nó nằm trong cái vùng ảnh hưởng.
và ảnh hưởng mạnh nhất nó chính là từ cái số đo độ, từ số đo độ là 202,5 cộng trừ 0,5 là nó ảnh hưởng mạnh nhất. Các bạn hãy dùng từ gọi là hình dung là mạnh nhất nhé. Đây, mạnh nhất. Còn 201 độ thì nó vẫn ảnh hưởng, nó vẫn nằm trong cái vòng ảnh hưởng đấy. Đấy, cho nên là cái này là bạn phải kiểm tra kỹ. Còn nếu mà những cái ngôi nhà mà rơi vào đại không bong ấy, thì nó sẽ có dấu hiệu như này, này. Mọi việc trong nhà thì nó hay luẩn quẩn. Sức khỏe các thành viên, sức khỏe các thành viên trong gia đình thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, và thường thường rơi vào đàn ông nhiều. Và những cái ngôi nhà mà rơi vào cái thế mà đại không vong thì rất hay có vấn đề về vong linh, về tâm linh. Các bạn hiểu vì sao vong mà. Đấy, rơi vào đại không vong hay tiểu không vong thì lại rất hay rơi vào những cái tình trạng liên quan đến vong linh đấy. Bởi vì như này này, cái ranh giới giữa đại không vong là ranh giới giữa hai phương vị, còn ranh giới giữa tiểu không vong là ranh giới giữa hai cái sơn hướng. Thì nó nằm ở những cái ranh giới, nó giống như là cái chuyện là cái đường biên giới giữa hai đất nước ấy, không ai cai quản. Các bạn hình dung không? Thì khi mà không ai cai quản ấy, thì vong linh nó nhũng nhiễu. Còn ở trên đời thực ấy, thì là tệ nạn xã hội. Các bạn cứ hình dung là ở ranh giới giữa hai đất nước ấy, ví dụ như là giữa Việt Nam và Trung Quốc chẳng hạn, là các tệ nạn như là buôn lậu hay là các tệ nạn xã hội từ ma túy cho đến các cái ngày xưa rất là nhiều. Và đặc biệt nếu mà nhìn sang phương Tây ấy, ví dụ như là ranh giới giữa nước Mỹ và Mexico đi. Đấy, nó là một cái mà nơi mà tệ nạn rất là nhiều. Mà tại sao Donald Trump khi mà lên làm tổng thống là ông kiên quyết là phải xây một cái bức tường ngăn giữa ranh giới giữa Mỹ và Mexico, bởi vì nó là một cái nơi mà tuần ma túy rồi các loại tệ nạn xã hội rồi nhập cư trái phép nó nằm ở trong cái ranh giới đấy. Cho nên là tại sao mà các bạn có thể hình dung là Donald Trump, một trong những cái tiêu chí của ông khi lên làm chủ tổng thống là ông phải xây được cái bức tường ngăn giữa biên giới, là vì vậy, là cái nơi mà rất là nhũng nhiễu đấy. Nên là các bạn lưu ý cái chuyện này. Bạn Thủy Nguyễn có hỏi là cầu thang ở tâm nhà có ảnh hưởng gì không? Thì cầu thang ở tâm nhà thì cũng không nên các bạn nhé. Bởi vì là như này này, trung cung là nơi trung tâm của ngôi nhà, là nơi đi phân phối khí. Các bạn hiểu không? Nên là khi mà cầu thang ở trung cung ấy, thì nó làm cản lại cái sự phân phối khí đấy. Đấy, phân phối khí đấy. Cho nên là khi mà cầu thang ở trung cung ấy, và đặc biệt là thang máy ở trung cung thì cực kỳ nguy hiểm. Các bạn phải lưu ý những cái vấn đề này. Đấy. Và một điều mà nguy hiểm cực kỳ nữa là hồ nước hay là hồ bơi ở trung cung. Mình đã trải qua một số những cái nhà hàng hoặc là một số những khách sạn hoặc là những cái khu kinh doanh ấy, người ta làm cái hồ nước ở giữa trung cung của ngôi nhà. Thực sự là những cái cơ sở kinh doanh đấy, kinh doanh rất là tệ luôn. Trước đây mình đã làm một khách sạn ở trong Đà Nẵng, ở khu An Thượng ấy. Trong khu An Thượng ấy, là có một cái hồ bơi ở trung cung ấy, làm ăn cực kỳ tệ. Sau cái chủ khách sạn này phải bán đi. Cái khách sạn này là tên là gì mình quên rồi đấy. Cho nên là cái trường hợp mà hồ bơi hồ nước ở trung cung rất là xấu. Và chính trường hợp này là có một cái video của bên mình có làm ở trường hợp ở thành phố Sơn La, là trước đây là có một cái hồ nước ở trung cung, và sau khi mà làm xong là từ công việc cho đến cái cậu con trai thứ hai của nhà này
cậu con trai thứ hai nhà này, và thay đổi một cách chóng mặt luôn. Từ một cái cậu bé mà chớm bị tự kỷ mà trở thành một cái cậu bé mà rất là giỏi tiếng Anh, rất là giỏi tiếng Anh, là trường hợp một khách hàng ở Sơn La. Đấy. Tiếp theo thì mình xem một cái, xem nhà bạn nào gửi lên đây. Bạn nào có bản vẽ gửi lên và lập cực được rồi ấy, thì để mình sẽ xử lý luôn. Đây. Có một cái bạn bạn mẹ pin sim này là nhà hướng Bắc. Nhà hướng Bắc, em ở Hải Dương, nhà hướng Bắc. Hướng Bắc nhưng lại không cụ thể được là bao nhiêu độ này. Thôi mình cứ đưa lên đây. Các bạn nhìn thấy không? À, này bạn ấy chỉ đưa được cái bản vẽ của tầng 1 thôi. Nhà hướng Bắc mà không rõ được bao nhiêu độ. Đấy. Thì nếu mà không rõ được bao nhiêu độ thì mình cũng không 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 xác định được. Không xác định được. Nếu mà nhà hướng Bắc này mà mở cửa Bắc nữa thì rất là xấu. Mà đặc biệt là nếu mà nhà hướng Bắc mà lại là mở cửa Bắc cùng với lại, nếu mà mở cửa Bắc thì suy ra là toàn bộ khu vệ sinh này ở Nam. Mà Nam lại ở bên này thì chắc chắn là ông đàn ông mà ở trên cái ngôi nhà mà nhà vệ sinh rơi ở Nam là sẽ bị ảnh hưởng. Nên các bạn hình dung này này. Đối với ngôi nhà hướng Bắc, đối với ngôi nhà hướng Bắc này mà lỗi Nam ấy, lỗi phương vị Nam ấy, thì cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người đàn ông nhé. Nên là các bạn đừng đừng lầm tưởng là nếu mà chỉ lỗi ở phương vị Tây Bắc mới ảnh hưởng đến người đàn ông là hoàn toàn sai lầm đấy. Kể cả là bạn ở ngôi nhà hướng Bắc nhưng lỗi ở phương vị Nam ấy, sẽ vẫn là ảnh hưởng trực tiếp đến người đàn ông các bạn nhé. Người đàn ông tức là người chồng trong gia đình ấy. Đấy. Cho nên là phương vị Nam nó rất là quan trọng, nó có hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất, nó vẫn đại diện cho người đàn ông, bởi vì càn và ly nó là tiên hậu thiên tương thông. Và cái thứ hai là Nam nó đang là chính vận, Nam nó đang là danh vọng, nó lại đang là chính vận nữa. Thì khi mà chính vận nó hỏng thì nó cũng rất là tai hại. Cho nên là trong cái vận chín này, phương vị nào lỗi thì có thể châm trước, riêng Tây Bắc với Nam không thể chấm chữa được, là phải xử lý thì mọi thứ nó mới ổn được nha. Cho em hỏi nhà 171 độ, chồng 1987, 1987, vợ 1988, vệ sinh đặt ở Đông Nam, bếp đặt ở Đông thì có được không? Được bạn nhé. Bạn Lê Hiển này hỏi này, là nhà 171 độ, chồng 1987, vợ 1988, con gái thì là 2016, thì đặt nhà vệ sinh ở Đông Nam được không? Được nhé. Nhưng mà khi mà bạn đặt ở nhà vệ sinh ở Đông Nam thì các bạn nên để cái bồn cầu vào phương vị tốn bạn nhé. Và cái bếp thì nên đặt ở ở cái phương vị ất là sẽ là tốt nhất nha. Đây, xem có bạn nào có nhắn tin bản vẽ này. Chị Hạnh Nguyễn này, căn hộ chung cư 93 đến 94 độ. Đây. Để đưa cái nhà của chị Hạnh Nguyễn này lên này. Căn hộ chung cư cư 93 đến 94 độ. Ồ. Phòng ngủ thì đang ở Cấn. Phòng ngủ thì ở Cấn. Đây. Bếp. Bếp thì đang ở Khôn à. Phòng ăn, cơm. Bếp ở Khôn. Nhà vệ sinh thì một nhà vệ sinh rơi ở Tây này. Thực sự mà nói là như này này, vừa rồi mình cũng có đi làm mấy nhà chung cư ấy.
thì nhà chung cư nó có một cái như này là riêng cái trục nhà vệ sinh thì gần như không thể thay đổi được, các bạn hình dung không? Bởi vì sao? Bởi vì nhà vệ sinh nó ăn theo cả trục, các bạn hình dung không? Khi mà nhà vệ sinh nó ăn theo cả trục thì các bạn đâu có thể nào thay đổi được nhà vệ sinh đâu, đúng không? Thì ví dụ như là cụ thể như nhà này này có hai cái nhà vệ sinh này, một nhà vệ sinh thì ở Tây Bắc, một nhà vệ sinh ở Tây này. Nhà thì nhà hướng đông, ban công thì hướng đông thì còn làm ăn gì nữa. Cả Tây và Tây Bắc thì tất cả những vế đàn ông đều bị ảnh hưởng đấy các bạn nhé. Khi mà lỗi ở Tây và Tây Bắc ấy, thì nó lỗi tất cả những người đàn ông luôn, chứ nó không phải là lỗi vào mỗi người chồng hay là với con gái út, mà nhà này không có con gái út thì không sao đâu. Đấy, khi mà các bạn lỗi ở Tây và Tây Bắc là lỗi tất cả những người đàn ông nhé, tôi phải nhấn mạnh là tất cả những người đàn ông, những người đàn ông này sẽ đều bị ảnh hưởng cả về sức khỏe, cả về công việc. Đấy, cả về sức khỏe, cả về công việc. Còn nếu mà lại còn động khí ở Bắc nữa thì phải nói là cực kỳ ảnh hưởng, và đến cái chuyện là tình cảm trai gái nữa. Đấy, cho nên là cụ thể với nhà của chị Hạnh này thì thực sự mà nói, nếu mà nhà chị có thể chỉnh được, có thể chỉnh được nhé, thì chị phải đưa cái nhà vệ sinh sang phương vị Bắc này. Đưa nhà vệ sinh sang phương vị Bắc. Nhưng mà nó có một cái dở như này này, khi mà kể cả chị chỉnh được cái nhà vệ sinh ấy, chị có chỉnh được nhà vệ sinh ra phương vị Bắc ấy, thì cái nhà hàng xóm bên phía dưới nó có đồng ý cho chị làm hay không, đúng không ạ? Nhà hàng xóm phía dưới nó có chấp nhận để chị khoan cái đường ống xuống bên dưới hay không, đúng không? Đấy, thì có chăng hay có cách xử lý là chị chuyển cái nhà vệ sinh ra phương vị Bắc, nhưng mà sau đấy là chị đôn cái nền nhà vệ sinh lên 20 cm, và chị đi cái đường ống âm trong cái nền 20 cm đấy, dẫn ngược lại cái phía Tây Bắc này, thì biến cái chỗ Tây với Tây Bắc này thành phòng ngủ. Thì đấy là cách xử lý tình huống. Nhưng mà kể cả là chị làm được như thế, nhưng mà lại phải vượt qua một cái rào cản rất lớn nữa, là rào cản của ban quản lý dự án. Ban quản lý tòa nhà người ta có cho làm hay không, chị hiểu không? Đấy, cho nên là đi xử lý nhà chung cư này cực kỳ khó. Có những cái chung cư ấy là ban quản lý người ta không cho làm đâu, không cho làm đấy. Cho nên là cụ thể với nhà này ấy, nếu mà chị làm được thì chị chuyển qua qua phương vị Bắc, còn nếu mà chị không làm được ấy, thì phải chấp nhận là xử lý bằng cái cách tạm thời thôi. Cách tạm thời là gì? Là luôn luôn giữ cái nhà vệ sinh này sạch sẽ, luôn luôn giữ sạch sẽ, và thắp cái đèn vàng ở Tây và Tây Bắc đi. Đấy, thắp cái đèn vàng ở Tây và Tây Bắc đi, thì chấp nhận như thế nhá, chứ còn không 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 có cách gì đâu, không cách gì cả. Thì còn một cách nữa là chị có thể là nhà này là điểm tử đang ở tốn đây này, ở chỗ ghế sofa này, ở ghế sofa này đấy, ở ghế sofa này thì có thể là làm cái tiểu bể nước ở đấy, làm tiểu bể nước ở đấy nhá, thì để kích cái đấy lên thôi, tạm thời chỉ xử lý bằng như vậy thôi, chứ khó xử lý hơn được. Đấy, đành phải xử lý vậy thôi. Tiếp tục này, một bạn nữa là nhà hướng Thìn năm nay xây nhà được không?
không nên bạn nhé, bởi vì năm nay là năm Thìn mà nhà hướng Thìn xây thì cũng không nên, không nên xây nhé, bạn nên chờ thêm đi. Chứ còn xây năm nhà hướng Thìn mà xây vào năm Thìn không 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 tốt đâu. Đấy. Đấy. Tiếp tục này. Cho em hỏi, nhà để xe bên hông nhà thông khí qua sân, lập liền mái với cửa chính thì có tính vào ngôi nhà khuyết không? Có bạn nhé. Nếu bạn thông khí là tính tính khuyết đấy. Như vậy là tính khí, liền khí như vậy tính khuyết đấy. Nhá. Cho nên là khi bạn để xe thì tốt nhất là bạn đừng thông khí, vì nó có mấy lý do này. Thứ nhất, khi bạn thông khí như vậy thì sẽ gộp lại một ngôi nhà và sẽ tinh khuyết. Và cái thứ hai là khi mà thông khí thì cái khí nạp từ khu nhà xe nó sẽ bao gồm, nó sẽ bao gồm gì? Nó chính là những cái khí xăng xe vào trong nhà. Nó rất là xấu, không nên. Anh Ngô Văn Tầm, nhà 180 độ, đường nước chảy từ trái qua phải, đất sau thấp hơn khoảng 40 cm, nay đổ đất cho bằng, nhà này mở cổng cửa thế nào? Cái thủy pháp này thì còn dựa theo cái nhà bên trái nước chảy từ trái qua phải, nhưng mà dựa theo cái vị trí thoát nước nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để xem là các tuổi của thành viên trong gia đình. Nhưng mà đơn thuần thứ nhất là nhà hướng nam thì anh mở được cửa bính là đẹp nhất, mở cửa bính và anh thông được cái cửa sổ sang tây bắc là rất tuyệt vời đấy anh nhé. Còn cụ thể về cái thủy pháp kia thì anh phải nhắn tin và cụ thể thì mới hình dung được. Nhà 118 độ thì điểm tử ở đâu? Nãy trả lời rồi nhé. Thầy cho hỏi khu vực miền biển thì phương vị suy quay ra biển thì như nào? Cái câu chuyện mà miền biển phương vị suy quay ra biển thì nó như này này. Các anh chị phải hình dung là bản chất của phong thủy là chúng ta đi làm cái sự cân bằng âm dương, đúng không ạ? Thì phong và thủy cũng chính là cân bằng âm dương, đúng chưa? Thì khi mà các bạn cân bằng âm dương ấy thì nó có một cái trường hợp như này này. Thủy nhiều quá thì cũng không tốt. Đấy, thủy nhiều quá thì cũng không tốt, mà thủy thiếu thì cũng không tốt, đúng không ạ? Đấy, cho nên là ở những ngôi nhà mà ở cái vùng biển này, ở vùng biển này, thì khi mà thủy mà dư quá thì cái việc kinh doanh, làm ăn kinh doanh thì nó vẫn được. Nhưng mà về sức khỏe thì nó chưa hẳn đã được đâu. Chưa hẳn đã được đâu. Thì các bạn hình dung như này. Tất cả những cái gì mà dư quá đều không tốt, đều mất cân bằng. Đấy. Cho nên là nếu các bạn có đi nghỉ dưỡng ở một cái vùng biển thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái vấn đề này. Ở một vài ba hôm ấy thì ok. Đấy. Ở vài ba hôm thì ok. Nhưng mà chúng ta cứ ở thử khoảng đâu đó khoảng 5-7 ngày đi thì chúng ta sẽ thấy rất là khó chịu. Rất là khó chịu. Đấy là cái dấu hiệu dư thủy đấy. Dư thủy đấy. Và đặc biệt nếu các bạn đi để ý những cái khu vực kinh doanh ấy, những khu vực kinh doanh ấy, thì các bạn sẽ thấy là ở những cái vùng hướng suy, hướng linh thần, hướng nhiên ra biển ấy, kinh doanh rất là thuận lợi. Rất là thuận lợi. Nhưng mà ở đấy thì cũng không tốt. Cho nên là cái điều này, các bạn sẽ thấy những cái bãi biển ở Việt Nam ấy, đặc biệt rõ nhất là ở những cái nơi như là Sầm Sơn Thanh Hóa này, Sầm Sơn Thanh Hóa này, hay là những cái vùng như là Quảng Nam, Đà Nẵng, à đặc biệt là thành phố Đà Nẵng này, các bạn sẽ thấy này, cái đường Trường Sa và đường Võ Nguyên Giáp này, nó là hướng đông, và trước mặt của cái đường đấy nó là biển,
thì phía đó kinh doanh cực kỳ tốt. Khi nào mà các bạn vào Đà Nẵng du lịch, các bạn sẽ thấy ở Đà Nẵng là có cái đường Trường Sa và đường Võ Nguyên Giáp, kinh doanh nhà nghỉ khách sạn rất là tốt. Nhưng mà ngược lại, các bạn lên cái đường đường Nguyễn Tất Thành ấy, là nhìn ra cái vịnh Đà Nẵng. Cái vịnh Đà Nẵng thì lúc đấy thì nó lại là hướng Đông Bắc. Các bạn hình dung không? Hướng Đông Bắc thì khi mà Đông Bắc có thủy ấy, Đông Bắc có thủy ấy, thì cái đường Nguyễn Tất Thành đấy kinh doanh này rất là chán, rất là chán đấy. Và kể cả là hàng quán lập lên ở trên cái đường Nguyễn Tất Thành đấy, cái Nguyễn Tất Thành từ từ cái đoạn Nguyễn Sinh Sắc lên Nam Mô lên đèo Hải Vân ấy, kinh doanh rất là tệ luôn đấy, rất là tệ. Thì khi mà người ta có thủy thì rất là tệ, Vượng có thủy thì rất là tệ, nhưng mà thằng Võ Nguyên Giáp và Trường Sa thì rất là sôi tụ. Và ngược lại, trong những con đường ấy thì có cái đường đường Bạch Đằng của dọc sông Hàn ấy, thì nó là hướng đông nhìn ra cái sông Hàn ấy, thì kinh doanh cũng rất là tốt. Nhưng mà ngược lại sang cái đường đường Trần Hưng Đạo, chỗ đường Cầu Rồng ấy, đường Cầu Rồng ấy, các bạn có thể thấy một cái tòa khách sạn rất là lớn ở đầu Cầu Rồng luôn, hướng tây và tây bắc nhìn ra ra sông ấy, thì kinh doanh rất là tệ đấy. Thì trả lời câu hỏi của bạn này là hướng suy thì kinh doanh về tiền về tài chính thì được, nhưng ở thì không tốt các bạn ạ, ở thì không tốt, nên các bạn lưu ý cái vấn đề này. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.